Anh đã đi Hà Nội bao giờ chưa? Chị đã đi Nha Trang bao giờ chưa? Rồi, tôi đã đi Hà Nội 2 lần rồi. Rồi, cô ấy đã đi Huế 2 lần rồi. Chưa. Tôi chưa bao giờ đi Hà Nội. Chưa, ông ấy chưa bao giờ đi Hội An. Anh thấy Hà Nội thế nào? Chị thấy thành phố này thế nào? Không, không phải cô ấy, mà là anh ấy. Không. Không phải tôi, mà là anh trai tôi. Nghe nói là ở bên Lào có nhiều chùa đẹp lắm. Nghe nói là ở Hà Nội có nhiều hồ rất lớn. Anh đã đi máy bay bao giờ chưa? Chưa, tôi chưa bao giờ đi máy bay cả. Nghe nói chị sắp đi du lịch, phải không? Vâng, thứ bảy tuần sau tôi sẽ đi Lào. Cô ấy là sinh viên, phải không? Không, cô ấy không phải là sinh viên mà là giáo viên.